Trân trọng cảm ơn chủ nhiệm đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc Việt Nam nhân dịp đầu xuân năm mới. Thưa chủ nhiệm, năm 2023, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ chưa từng có trong tiền lệ. Chỉ trong một năm thì Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý tổng số 9 dự án luật. Nếu tính trong một kỳ Quốc hội thì tổng số dự án luật mà Ủy ban phụ trách bằng 1/3 tổng số luật của cả kỳ họp. Vậy nhìn lại những kết quả trong năm qua thì chủ nhiệm có những ấn tượng gì? Có thể nói rằng là năm 2023 vừa qua có nhiều cái sôi nổi và cái nỗ lực rất là cao. Đó là một cái quyết tâm rất là lớn để mà thực hiện đạt được là như kết quả vừa qua. Thì phải nói là có nhiều cái ấn tượng. Cái thứ nhất là phải nói rằng là cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Quốc hội, của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đã từng nói một câu là tất cả các ý kiến của đại biểu Quốc hội dù là nhỏ nhất đều phải giải trình và tiếp thu cụ thể. Còn phó chủ tịch phụ trách về cái lĩnh vực quốc phòng an ninh thì hàng ngày, hàng giờ đều rất là quan tâm đến một cái những cái dự án luật, từ những cái chi tiết nhỏ đến những cái chi tiết lớn đều chỉ đạo rồi chúng tôi xin ý kiến. Đây là một cái ấn tượng để tạo một cái đường hướng quyết tâm để đi đến đích. Đó là cái ấn tượng thứ nhất. Cái ấn tượng thứ hai là cái sự đoàn kết. Đoàn kết chung tay, chung sức, chung lòng của Ủy ban Quốc phòng An ninh, của các thành viên của Ủy ban Quốc phòng An ninh, mà đặc biệt là sự đoàn kết và một cái sự quyết tâm của thường trực Ủy ban. Cái ấn tượng thứ ba là phải nói rằng là một cái sự phối hợp, là một cái sự phối hợp và đầy trách nhiệm của cơ quan soạn thảo bên Chính phủ, mà cụ thể là Bộ Phòng và Bộ Ngan, các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Ủy ban Pháp luật. Có đêm ngồi tới 12 giờ, ngồi thứ Bảy, Chủ nhật, và anh em không màng đấy làm việc. Cái thứ tư cũng phải nói rằng là một cái giới số lượng một cái người ở trong cái vụ quốc phòng an ninh nó là ngày càng ít lại, nhưng mà anh em nỗ lực rất cao, các anh em chuyên viên ngồi từng chi tiết rồi để mà tham mưu cho thường trực, tham mưu cho lãnh đạo của ủy ban, rồi tham mưu cho bản thân tôi để mà hoàn thành công việc. Vâng, không chỉ nhiều về số lượng mà còn cao về chất lượng. Nhiều dự án luật được Ủy ban thẩm tra đã được Quốc hội tán thành, biểu quyết thông qua với tỷ lệ rất là cao. Để đạt được kết quả như vậy thì Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có những cách làm sáng tạo gì thưa chủ nhiệm? Đúng là đây là một cái câu hỏi rất hay. Tôi rất là tâm đắc với một cái câu hỏi này. Có thể nói là với 9 dự án luật trong vòng là 2 kỳ họp vừa qua, 3 nghị quyết và 1 cái nghị quyết là của Thường vụ Quốc hội, thì là một cái số khối lượng đồ sộ, nhưng để đạt được thành tích đó thì phải có những cái ngoài cái quyết tâm quyết liệt, sự đoàn kết thì phải có sự sáng tạo. Thì cái sáng tạo thứ nhất là chúng tôi thấy được để mà công việc là phải chắt lọc những cái thông tin từ hơi thở thực tế. Thì ai cũng biết lĩnh vực quốc phòng là lĩnh vực nhạy cảm trong xã hội, thì nhiều khi là đại biểu cũng chưa nắm, chưa hiểu hết, rồi cũng không được nói rộng rãi. Cái thứ hai cũng là một cái yếu tố bí mật nữa. Do đó cái việc mà lắng nghe ý kiến từ thực tế là điều quan trọng nhất. Do đó là những cái cuộc hội thảo rộng, rồi những cái được cuộc đi khảo sát, thì qua đó để cho chúng tôi có những cái thông tin mà là thẩm tra nó sát hơn, gần gũi hơn. Cái sáng tạo thứ hai là về công tác phối hợp. Phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng An ninh và các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Tôi nói ví dụ như cái luật là quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật phòng thủ dân sự, là những cái luật là rất là khó, chuyên môn rất sâu. Nhưng mà anh em lắng nghe rồi là trao đổi từ cái chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Rồi cùng bên Bộ Công an tôi nói như cái luật là căn cước, cũng phải nói là rất là rộng, tác động với xã hội rất lớn. Thì anh em cũng trao đổi, cuối cùng cũng đi đến một cái thống nhất. Cái sáng tạo thứ ba thì ngoài cái việc là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch phụ trách, thì chúng tôi là gặp gỡ đại biểu, trao đổi lại những cái vướng mắc mà đại biểu còn băn khoăn trước khi bấm nút. Rồi chúng tôi mới gặp gỡ trao đổi với báo chí, với truyền thông. Được là lãnh đạo Quốc hội và đại biểu Quốc hội là đánh giá cũng rất tốt. Thưa chủ nhiệm, nhiều dự án luật mà Ủy ban thẩm tra vừa có tính cấp thiết lại vừa mang tính lâu dài, tác động đến đông đảo người dân. Vậy chủ nhiệm có thể chia sẻ một số những cái hiệu quả bước đầu của các dự luật đã được Quốc hội thông qua?
Đây, câu hỏi này là theo tôi là câu hỏi rất hay, và câu hỏi này là mới là trọng tâm của các câu hỏi rồi. Bởi vì nói như là lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Chủ tịch Quốc hội nói, luật thì phải phục vụ cho cái cuộc sống, sự phát triển của đất nước này, sự phục vụ cho bảo vệ tổ quốc này. Đó là mục đích cao nhất của cái việc mà soạn luật, tạo một cái hành lang pháp lý về quốc phòng an ninh, nhưng mà phải phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, thì chúng tôi lại hài hòa được những đề đó. Tôi nói ví dụ những cái tác động phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, thấy rất rõ cái luật xuất nhập cảnh từ tháng 8 năm 2023 tới nay thì thời gian không dài, nhưng mà cái số lượng người là du lịch tăng lên rất cao, thì theo thống kê của Bộ Công an coi như tăng gấp 3 lần, trong đó có rất nhiều khách quốc tế, thì tạo một cái sự phát triển của cái ngành du lịch nói chung và kinh tế của chúng ta, ha, kinh tế của các địa phương nói riêng. Rồi chúng tôi nói lấy một cái ví dụ nữa thôi, là về cái nghị quyết về thí điểm biển số xe ô tô á, là tháng 9 năm 2023. Đến nay thì thời gian không ngắn, nhưng mà báo cáo của Bộ Công an á, là hiện nay á, là đã đấu giá được á, là 15, tôi lấy số tròn 15.000 biển số xe, thì cái việc cái số tiền mà thu được á, là trên 2.000 tỷ. Ngoài ra nè, lực á, là căn cước định danh về cái phục vụ cho chính phủ điện tử của chúng ta đang làm, cho chuyển đổi số đang làm đó. Rồi cái lực là bảo vệ đó là công trình quốc phòng và khu quân sự, tạo một cái điểm nhấn phân biệt nó rõ ràng giữa đâu là cái khu quân sự, đâu là khu quốc phòng, đâu là phát triển kinh tế. Hoạt động giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong năm qua có những cái dấu ấn nổi bật mang lại hiệu quả rõ rệt gì, thưa chủ nhiệm? Năm 2023 là bên cạnh những cái dự án luật của chúng tôi đang thực hiện đạt hiệu quả, thì công tác giám sát cũng được chú trọng. Thì là chúng tôi đó là có một cái giám sát rất là quan trọng so với thực tế, là cái giám sát về thực hiện cái nghị quyết 99 của Quốc hội về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Phải nói đây là một cái cũng vừa là đảm bảo quốc phòng an ninh mà vừa phục vụ cho phát triển kinh tế. Bởi vì nếu mà một cái doanh nghiệp mà muốn phát triển làm ăn hiệu quả thì cái công tác phòng cháy chữa cháy là phải tháo gỡ, phải làm, phải đảm bảo với người dân. Mà thực tế thì là có những cái vụ cháy rất là đau lòng. Do đó cái công tác giám sát chúng tôi là làm việc là thực tế các doanh nghiệp, rồi thực tế các địa phương, rồi là 12 ngành, 12 bộ ngành. Thì sau đó chúng tôi có một cái báo cáo hoàn chỉnh, và trong đó có đề xuất các bộ ngành và đề xuất Quốc hội về cái chấn chỉnh và thực hiện những cái chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả rất cao. Vậy tiếp tục phát huy những cái kết quả mà Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã đạt được trong năm qua, thì trong năm nay, hoạt động giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm gì, thưa chủ nhiệm? Năm 2024 là bên cạnh cái việc là tham gia các cái đoàn giám sát của tối cao của Quốc hội, của các ủy ban, thì chúng tôi tập trung vào cái việc là giám sát cái thực hiện chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hiện nay thì là ủy ban được giao là thẩm tra, Quốc hội đã cho ý kiến rồi hai cái luật, là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ. Thì cái việc giám sát trật tự an toàn giao thông này sẽ phục vụ cho việc thực hiện là thẩm tra hai cái luật này để cho Quốc hội kỳ tới giải trình và thông qua. Cái mục tiêu thứ hai là việc thực hiện chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới năm lĩnh vực, sẽ tìm ra được những cái được thì chúng ta là phát huy, còn những cái tồn tại thiếu sót thì khắc phục, để làm sao cho cái việc thực hiện chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực là đạt hiệu quả cao. Rồi qua đó cũng có để đề xuất những cái tổ chức bộ máy, rồi tôi nói như bây giờ là cái trung tâm dữ liệu về giao thông, rồi xử lý về giao thông thôi, rồi quan sát, rồi là về giao thông thông minh, vân vân, nhiều cái đặt ra. Thì năm 2024 phương hướng tới thì chúng tôi sẽ làm quyết liệt về cái giám sát chuyên đề này. Chúng tôi được biết nhiệm vụ thẩm tra của ủy ban trong năm nay dự kiến sẽ rất nặng nề. Vậy ủy ban sẽ có những kế hoạch gì, thưa chủ nhiệm? Chúng tôi là cái nhiệm vụ đặt ra là năm 2024 cũng không thua gì năm 2023. Dù nặng nề nhưng mà chúng tôi có cái thuận lợi là chúng tôi đã có kinh nghiệm thực hiện trong năm 2023. Và chúng tôi có một cái sự chỉ đạo rất là quyết tâm, quyết liệt, sát với thực tế, sát với công việc của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội là phụ trách.
rồi có anh em đoàn kết, quyết tâm, rồi là anh em ở vụ quốc phòng an ninh thì cũng là quyết liệt để trong công tác tham mưu. Thành ra là tôi nghĩ là cái nhiệm vụ năm 2024 thì dù có khó khăn nhưng mà chúng tôi sẽ vượt qua, trong đó tập trung mấy cái kỳ họp thứ 7 tới này chúng tôi sẽ là có 6 lực. 6 lực thì trong đó là cho ý kiến, đã cho ý kiến, Quốc hội cho ý kiến rồi, 3 lực thì sẽ thông qua trong kỳ họp 7 này và đồng thời cho ý kiến 3 lực nữa. Rồi tiếp tục trong cái kỳ họp cuối năm 2024 thì là chúng tôi cũng còn nhiều cái lực, thì chúng tôi tập trung trên cơ sở là cái chuyên môn đi thực tế rồi khảo sát để chuyên sâu, thì chúng tôi sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm 2024. Tôi nghĩ rằng là với một cái quyết tâm rất cao của là tập thể Ủy ban Quốc phòng an ninh, với sự chỉ đạo quyết liệt là quyết tâm của là Chủ tịch Quốc hội, rồi lãnh đạo Quốc hội, rồi đồng chí Phó Chủ tịch là phụ trách, rồi với sự hỗ trợ của các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là cái sự quyết liệt ngay từ đầu của chính phủ, các cơ quan của chính phủ, trong đó Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thì tôi tin rằng là năm 2024 là chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn Trung tướng Lê Tân Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc Việt Nam. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc Chủ nhiệm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm nay.